Rồi, hello chào các bạn nha. Tiếp tục mình sẽ quay cái lựu bự nhà mình. Cái lựu lớn này các bạn thấy không? Mình mới để cái cây lại cho nó sát vô tường để nó đỡ vướng lối đi các bạn. Đây, cái lựu lớn nè, trái nè. Đó, tăng độ sáng lên cho các bạn xem dễ. Ba trái bự nhất các bạn. Đây, ngoài ra có những cái trái nhỏ như thế này ha. Cây này cũng một ngày cũng tới 2 lần, nhưng mà trái rất là nhỏ, mặc dù cái gốc nó bự lên nè. Các bạn có thấy cái gốc nè, nó cái gốc nè, nó bự lên rồi, nhưng mà nó phải bự gấp mấy lần cái đó, gấp chục lần, gấp mấy chục lần thì trái nó còn ngon hơn nữa. Cây bên này cũng bón cho nó cũng thường xuyên lắm các bạn, cũng như những cây khác luôn các bạn, nhưng mà sẽ bón thêm phân bò nữa thì đó là lý tưởng nhất để thêm dinh dưỡng cho cây các bạn. Mình sẽ không xài phân hóa học nha các bạn. Phân bò thì mình sẽ đi mua cái bao phân hoa mục hữu cơ đó, người ta hay bán ngoài mấy cái tiệm, mình mua cái đó về mình bón thêm cho cây rồi được rồi. Đang ra mấy cái bông, nhưng mà mấy cái bông này là chắc là bông đực thôi, không có trái đâu. Còn đây là những trái lựu. Rồi, chào các bạn nha. Cập nhật hình ảnh cây lựu lớn như mình.